mực tung mực mấy bạn ạ. Ờ gà đây. Đây 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 con gà đây mọi người. Đây là mọi người nhé. À, hôm nay mấy anh em về biển chở tôm thẻ nhưng mà chờ lưới đã có ngày chủ nhật. Mọi người cùng theo dõi cái video chờ lưới đã có, không biết có được hay không nhưng mà vui là chính. Dù mấy em anh em ra biển kéo có không biết có được không thì quay cho mọi người cùng theo dõi nhé. Hãy đoạn cái kéo có đây, cái này là kéo có đây. Kéo mạnh vô, mạnh lên, rồi kéo mạnh lên, giống vô kéo mạnh lên, buồn thấy luôn chứ kênh đây. Ở nhà không? Tại mấy anh em đừng phải kéo lưới ra một con. À, anh chạy luôn hả anh? Đưa vô. Ủa có nhãn ta rồi. Anh vô không có gì ta chừng. À có đây. Đây, có đấu đây. Có đây. Ồ.
không có cái chi hết trơn. Còn cái thứ gì vậy? Đây. À, có liền. À, con mực. Đây, có mực, con mực nha. U nó mấy gậy luôn, u gậy hết. Nó gậy, gậy lỗ khủng luôn đi. Mật. Có đây. Ừ, có chả má rồi. Có liền. Có đâu. Đi lại mở vô. Đó, phê lượt bỏ vô. Không bỏ chi, lượt bỏ vô đi. Con đang chết rồi. Ui dạ. Ha dễ chứ lắm. Bỏ cái đẹo con bạn đáng cự. Đi có đây. Tiếp tục luôn nhóm thứ hai đây. Quay được cái cảnh kéo lưới. Đều có người kéo.
không kéo vào đấy. Lưới không được kéo vào. Đây là đầu lưới bên phải. Đây là cái đầu lưới bên trái. Bay nè. Dính rồi đấy. Có đó. Đó không có dính rồi mọi người. Ồ có đó đó có. Ồ nhiều lắm. Có nhiều lắm. Thank you.
đó con có đó mà mua mấy đánh rồi lưới rồi lượm đây chứ không chạy chân chạy chạy cho hả trồng lưới lại cháy vậy ta đó nè chi đồ chi đâu con tích hả con tích con chi đó ấp đó ấp chi con tôm à cái lỗ to đâu quả của cái lưới này lưới cua có liềm có nấu có thâu mực tôm